Chào các bác. Này à, ra triển lãm ở chỗ Mỹ Đình các bác. Nhiều là nhiều cây mới. Hôm trước nó chưa có mấy, vẫn đang tiếp tục chuyển ra các bác. À, đây là bây giờ là khoảng 12 giờ trưa. Thì hơi khá là vắng nhưng mà cũng tiện cho quay hơn. Khu vực đầu tiên này. Đầu tiên là chỗ một cái ngõ. Cái ngõ vào đối diện trước cửa sân động. Thì tôi quay từ đầu lại, xong lại phía mà đằng kia tôi quay rồi. Đấy, rồi bụi quá. Đó là cây hoa giấy này, giấy tím. Ô, bụi. Giấy tím. Giấy tím và rất nhiều phanh phôi. Nhà vườn này rất nhiều xanh phôi quá. Phổi, cốt này là khá là hay các bạn ạ. Nhưng mà cần làm lâu thôi. Cốt hay đấy, phổi đấy. Hoa giấy này. Xem là có thấy cây ổ tím hay là cái du này hay là tìm ra mấy bà chị cứ vào hỏi đấy. Đấy, ổ tím chả thấy à, chả thấy cái nào đấy, cốt xanh này. Khá là ổn. Xì xì. Cái ổi đẹp quá anh nhỉ. Cái bao tiền này? 20 người ta anh nhỉ. Đi sang quay. Xanh. Bụi quá, à chị, bụi quá. Bụi quá luôn. Chín cái tay đi. Cửu Long Vinh Pro. Cửu Long Vinh Pro. Con này cũng hay, đam biển. Thank you.
Ôi đẹp quá. Và đỏ. Rất là già. Đấy, nhìn. Hơn 10 triệu. Chính xác là 10 mấy triệu anh nhỉ? 12 triệu. Đẹp nhỉ? Chậu đẹp. Có con tử nhỏ nhỏ kìa. Đang quay về ổn. Đẹp. 12 triệu. Tay cảnh rất ok. Rất tự nhiên. Này chắc chắn là nhiều quả rồi. Và Trực huyền nhưng mà cốt siêu trực huyền rất giống cây đào rồi. Em đèn làm cây đào này. Tôi có cây đào nhiệt với cốt này quá, chiếu cái cây tử thôi nên cốt nó không được rồi, xù xì với lại cổ kính như này. Mà sẽ về quay cốt nào. Mình ở Hưng Yên lên rồi anh. Đúng là ổi này. Ổi này ổi Đông Dư đúng không ạ? Đẹp thích cái ổi này quá. Đẹp. Hợp lý. Chậu ổn, mới lên chậu. Rất nhiều phôi. Dưới. Con dưới rất là già. Con dưới mà nhìn như hoa giấy quá. Đây, dưới nhá. Dưới này chưa xuống lá nhưng mà hơi dưới rắm nhỉ.
đang xem người ngựa ngựa người. Con ổi kia mà có một đôi tuyệt vời, vô giá. Nào, ở đây có đôi sung, đôi sung, đôi sung cảnh. Đôi sung đổ cái tầm luôn. Đầu là phải có đôi quá, kiểu như chết cũng chết ấy. Đấy, con ổi kia thì độc tôn rồi, kiểu như bác nào mà có kiểu như mà trên thế giới có cái đồ gì mà nó sản xuất số lượng ít quá, các bác còn sở hữu hai cái chẳng hạn, đập đi một cái đấy, bây giờ các bác độc tôn tự nhiên trở thành vô giá đấy. Vui vậy các bác, cái từng cối hay quá, già cú đế từng cối mà nhìn như từng tuyết à. Ý là hỏi cái này là gì, rất lắm luôn. Từ bi hay gì không nhìn rõ, không phải từ bi. Ừ. không nhớ, rất quen. Cây này là cây gì đây? À, mày đen à? Hay đấy nhỉ, đây hay mọc ngoài đường đúng không, hay mọc ở ngoài đường đúng không anh? Cây này nó hay mọc ở ngoài đường đúng không? Đây có cái gốc hay nhỉ? Cái tùng cối kia bao nhiêu tiền này? Cái tùng cối kia bao nhiêu tiền? 15 triệu. 15 triệu một tùng. Tí nữa lấy số của anh ấy. Nghe đen đây. Cây mọc hoang mọc dại ngoài đường này. Đấy. Kiếm gốc này thì cây gì cũng quất hết các bác. Kiếm được những cái gốc khoái này thì cây gì cũng chơi được. Cứ phải có loại chuyên một xe. Xanh. Gốc mẫu đơn hát chiến. Giấy. Vậy là giấy tím mà. Tôi muốn hỏi ông là ông cần cái con gửi hay là con lớn có
Mô đơn hồ chúng ta có tiền cả khá sinh năm tuất cầm tinh con chó. Cầm thang. Đấy, mới quay được một góc, một cuối thì các bạn, tí nữa đằng kia lại là một nhà vườn khác. Mai với lại đào nó bày rất nhiều rồi. Đấy. Đấy, tóm lại là hôm nay ở chỗ góc cuối chợ này của nhà ông này thôi là có cái con ổi cực kỳ thích con ổi đấy. Là giá là hơn 10 triệu. Con trùng cối kia giá là 15 triệu, thấy khá hợp lý đúng không? Ai mà bí nhau đâu phải đeo anh thật này. Cái khác không nói gì đừng thì anh em ơi.